Xin chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu bài sám 1, sám 2, tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế địa phương. Sau đây là một bài bài thu hoạch mẫu của nhóm học sinh lớp 72. Đối tượng tìm hiểu đó là gà. Rồi các bạn có thể quan sát trên hình. Thì ở đây sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm của gà, tập tính sinh học, cách nuôi, điều kiện sống, ý nghĩa kinh tế và đặc điểm sinh sản của gà. Về đặc điểm của gà. Gà là loài ăn tạp trong tự nhiên, chúng thường bới đất, tìm hạt, côn trùng, thằn lằn hoặc chuột nhắt con. Tuổi thọ của gà có thể từ 5 đến 10 năm tùy theo giống. Gà trống thường trông khác biệt với gà mái bởi bộ lông sặc sỡ, chiếc đuôi dài và bóng lông nhọn trên cổ và lưng thường sáng và đậm màu hơn. Có thể phân biệt gà trống, gà mái dựa trên màu gà hoặc sự phát triển của cựa ở chân gà trống. Gà trưởng thành còn có những yếm thịt trên cổ phía dưới mỏ. Cả gà trống và gà mái đều có màu và yếm thịt. Tuy nhiên, đa số giống gà thì có những cái đặc điểm này chỉ nổi bật ở gà trống. Qua đây cô mời các em xem về hình ảnh đặc điểm hình thái của gà trống và gà mái. Về tập tính sinh học thì gà sống theo bầy đàn hay đào bới và tìm thức ăn. Sau đây mấy em sẽ quan sát hình về tập tính của gà. Còn đối với cách nuôi thì có 6 cách cơ bản để nuôi gà. Đó là chuẩn bị chuồng trại, xây dựng bãi chăn thả, lựa chọn giống gà, cho gà ăn uống theo từng giai đoạn, vệ sinh chuồng trại, cách phòng bệnh cho gà. Đối với điều kiện sống của gà thì sống trong chuồng nuôi ở các hộ gia đình và trang trại. Chỗ nuôi phải rộng, cho ăn ngày 3 bữa, làm thêm nhiều ổ để đẻ trứng. Em quan sát hình ảnh một số chuồng nuôi. Đây là một số loại thuốc để phòng bệnh cho gà. Về ý nghĩa kinh tế thì chăn nuôi gia cầm cung cấp cho con người nhiều loại sản phẩm quý có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Trước hết, trứng và thịt gia cầm thường chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, đạm, chất khoáng, chất vi lượng và nhiều loại chất dinh dưỡng quý mà nhiều loại thịt khác không có được. Các loại lông vũ gia cầm còn là sản phẩm nguyên liệu quý giá cho công nghiệp may mặc và thời trang. Hay, mấy em có thể quan sát qua hình ảnh cung cấp thịt, cung cấp trứng, cung cấp lông vũ. Tiếp theo là đặc điểm sinh sản thì mấy em có thể đọc qua thông tin. Thì đối với bài 61, 62 tìm hiểu một số động vật và tầm quan trọng trong kinh tế địa phương thì cá nhân của mỗi em sẽ trình chọn cho mình một cái loài động vật ở địa phương mà mang lại giá trị kinh tế. Sau đó các em sẽ trình bày tương tự giống như là nhóm học sinh ở lớp 7A2 đã báo cáo. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi
tìm hiểu bài thực hành tham quan thiên nhiên. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái địa điểm quan sát. Thì các bạn có thể quan sát trên màn hình. Chuẩn bị đó là sổ ghi chép, bút, một mũ, áo mưa, ôn tập các kiến thức đã học, thiết bị chụp ảnh như là máy ảnh điện thoại, vợt thủy sinh, vợt bướm, hộp đựng mẫu vật sống, khay. Một nhỏ quan sát ngoài thiên nhiên thì nội dung quan sát đi vào trong bảng quan sát về môi trường sống, sự di chuyển của động vật như là chi, tơ hoặc là tơ bên, vân vân. Sự dinh dưỡng, thức ăn của loài động vật quan sát. Quan hệ giữa động vật với thực vật. Động vật có ích hay có hại cho cây. Ngụy trang của động vật. Số lượng thành phần trong tự nhiên. Sau đây là có các nhóm động vật. Thứ nhất là nhóm động vật sống trong lòng đất. Một số hình ảnh minh họa. Thứ hai là nhóm động vật trên mặt đất. Thứ ba là nhóm động vật ở tán cây. Thứ tư là nhóm động vật ở nước. Thì cá nhân của mỗi em sẽ tự chọn cho mình các nhóm động vật, sau đó thu thập và xử lý mẫu vật ở nước và ven bờ thì dùng vợt thủy sinh, ở vợt sông dùng chổi lông quét nhẹ chúng và cho vào khay, ở trên đất và trên cây thì dùng vợt bướm rung cây cho rơi xuống báo trải dưới đất. Với động vật có xương sống thì đựng trong hộp chứa mẫu vật sống. Với sâu bọ thì đựng trong túi nhựa polyethylene và khay men. Sau đó, mấy em sẽ hoàn thành cho cô một cái bài thu hoạch về như là cái bảng đã trình chiếu trên màn hình. Thì ở đây mấy em sẽ tìm hiểu về 10 loài động vật, môi trường sống và vị trí phân loại. Sau khi mấy em hoàn thành xong, mấy em sẽ gửi lại ở dưới bình luận của đoạn video này. Rồi, hạn chót nộp là 3 ngày nha mấy em. Chúc các em học tốt.